thiết kế tất cả những cái chi tiết ở trên xe đều theo cái thiên hướng đơn giản hóa. Ghế này là ghế chuẩn thương gia rồi, với những cái vị trí tựa đầu được làm da mềm. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu xe tiếp theo, vẫn là của Kia. Vâng, chiếc Kia Carnival Hybrid, một mẫu xe mà phải nói là thống trị ở trong cái phân khúc này khá lâu tại thị trường Việt Nam rồi. Và mình tin là nếu như mà cái phiên bản Carnival Hybrid này mà được về thị trường Việt Nam với mức giá bán hấp dẫn thì không có lý do gì mà những vị chủ của những công ty chủ tập đoàn lại không lựa chọn chiếc xe này để đi làm hoặc đi xa hàng ngày cả. Xét nhanh một chút về cái hệ thống động lực của chiếc Kia Carnival Hybrid này, chúng ta có như sau. Thì sử dụng cái động cơ tăng áp 1.6 lít. Nếu như mà các bạn theo dõi thì các bạn có thể thấy là trên những cái mẫu xe như là Sportage Hybrid hay là Sorento Hybrid thì đều sử dụng cái động cơ 1.6 lít này. Nó tạo ra công suất là 245 PS tương đương với khoảng 242 mã lực. Ấn tượng đầu tiên đó chính là đến từ thiết kế. Thiết kế tổng thể thì không có sự thay đổi nào về mặt nền tảng cả, thế cho nên cái kích thước về thông số không có sự thay đổi. Và cái thay đổi mà chúng ta đáng chú ý nhất ở trên mẫu xe này đến chính là cái phần đầu xe ở đây. Cụm đèn pha được thiết kế đặt dọc và với cái đèn LED định vị ban ngày được chạy hình chữ V úp như thế này, nó tạo cho mình một cái góc nhìn ấn tượng hơn và liên tưởng nhiều hơn đến những cái mẫu xe đến từ Mỹ. Ví dụ như là Tenurai này, ví dụ như là Escalade này đều sử dụng cái kiểu thiết kế đèn pha và đèn cốt dạng đặt dọc như thế này. Đèn gầm là được đặt xuống phía dưới đây. Mình thì mình nghĩ đây đèn gầm thì chuẩn hơn là đèn sương mù, bởi vì nó sử dụng ánh sáng LED, ánh sáng trắng. Đèn sương mù thì ánh sáng vàng nó sẽ phá sương tốt hơn. Ánh sáng trắng này mà chiếu vào sương thì đúng là một màn sương trắng xóa. Hệ thống radar phía trước nằm trong cái gói hỗ trợ lái xe an toàn của Kia, kèm với đó là camera kỹ thuật số ở trên kính lái đây. Các bạn có thể quan sát góc 3/4, góc ngang các thứ của chiếc Kia Carnival phiên bản Hybrid này, phải nói là rất bề thế, rất mỹ và rất đẹp. Có một cái điểm mà như mình có chia sẻ ở những cái mẫu xe của Kia trong gian hàng của Kia rồi, đó là cái phần mâm xe, phần la răng này. Thực sự là Kia đang có một cuộc cách mạng về thiết kế. Thiết kế tất cả những cái chi tiết ở trên xe đều theo cái thiên hướng đơn giản hóa và nó hướng tới người sử dụng là những khách hàng thị trường Mỹ rất nhiều. Các cái mảng khối to, đường nét đơn giản và tạo ra được cái góc nhìn khá là đẹp. Cửa phía sau này vẫn là cửa trượt, nhưng mà thôi, mình sẽ lát mình sẽ vào bên trong xe sau. Bây giờ mình sẽ đi ra cái phần đuôi xe để xem. Wow. Thiết kế đuôi đèn cũng được thay đổi, mở rộng sang hai bên hơn, vuông vức hơn, tạo được sự ấn tượng tốt hơn nhiều cho người quan sát từ góc nhìn phía trước và phía sau. Hộp điện Carnival vẫn vậy, vẫn có được cái không gian cốp phải nói là cực kỳ rộng. Và cái vị trí mà thiết kế cái kiểu ghế được đặt xuống phía dưới này, và chúng ta mở cái hàng ghế lên thì chúng ta lại có một cái vị trí không gian để đồ dài cực kỳ tốt. Với cái khoang để đồ mà được thụt sâu xuống phía dưới như thế này thì hoàn toàn những bác, những anh chị em nào mà đi đánh gốp thì đi chiếc xe này có thể để những cái bộ gốp thẳng đứng này. Và với cái không gian này thì mình hoàn toàn nghĩ có thể xếp được cỡ khoảng 5 bộ gốp rất thoải mái. Wow. Cái kiểu thiết kế mới nhá. Các bạn nhìn này, ghế này là ghế chuẩn thương gia rồi, với những cái vị trí tựa đầu được làm da mềm, được làm da mềm rồi, với hai cái đỡ hai bên này. Với cái vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai cao hơn cái hàng ghế thứ nhất một chút thì khiến cho cái vị trí người ngồi ở đây này, chúng ta có một cái tầm quan sát bao quát rất là tốt, kiểu thiết kế ghế giảm hát như thế này, nó sang trọng hơn, tầm nhìn của chúng ta được phóng ra xa hơn. Các cái vật liệu nhựa piano đen bóng này, rồi những cái đèn viền nội thất kiểu ... này rất là đẹp. Rèm thì vẫn là rèm cơ thôi. Điều hòa chúng ta điều chỉnh ở trên đây, hơi tiếc một chút nhỉ. Ghế sau này thì chỉ được trang bị làm mát và sưởi ghế ở đây thôi. Nếu như mà được trang bị massage ở đây nữa thì đỉnh luôn. Cổng sạc ở đây hơi tiếc, vẫn là cổng sạc tẩu. Đáng nghĩa là nên sử dụng những cái cổng sạc, cổng Type-C hoặc là cổng USB ở đây, hoặc là cổng cắm điện 220 ở đây để chúng ta làm việc. Đó.
có đẩy cái ghế phụ ở phía trước. Và ngồi vị trí này thì các bạn có thể quan sát luôn cái phần bảng tablo ở phía trước. Những cái mẫu xe mới của Kia bây giờ thì mình thấy là đều sử dụng cái màn hình nối liền hết rồi. Vô lăng này thì giống những cái mẫu xe đang bán thị trường Việt Nam thôi, như là Sorento, Kia Carnival các thứ thì vẫn dùng cái vô lăng như này. Bệ trung tâm ở giữa thì là số núm xoay này, phanh tay điện tử này, auto hold này, drive mode này, làm mát và sưởi ghế này. Ghế này thì theo như mình thấy thì hiện tại ở đây là không có massage. Và bên ghế lái này thì có nhớ hai vị trí ở đây. Cái khu vực điều khiển điều hòa ở đây là dạng cảm ứng và dạng màn hình hết. Đây các bạn có thể quan sát. Mình có thể chuyển đổi các cái chế độ khác nhau để điều khiển cả màn hình media luôn. Đấy. Núm chỉnh nhiệt độ các thứ thì ở hai bên. Drive only, sync này. Đấy, nghĩa là chúng ta có thể điều khiển được riêng độc lập bên lái. Hoặc là chúng ta sync riêng ra như thế này. Sync là sync cả hai bên luôn. Các cái màn hình giao diện các thứ ở trên những cái mẫu xe Kia hiện đại này thì mình đánh giá là khá đẹp. Mềm màn hình home. Mượt. Icon các thứ thiết kế như xe châu Âu ấy, hay quá. Và màn hình ở sau vô lăng cũng vậy, đồng hồ Odo bây giờ cũng thiết kế rất đẹp. Có thể chuyển các cái chế độ lái. Drive mode ở đây. Eco, Sport và Smart. Màn hình HUD display. Gương kính không viền, cửa sổ trời, bệ tì tay, nhưng mà hơi tiếc là không có hộp lạnh. Kể ra mà chiếc xe này có hộp lạnh nữa thì tuyệt vời. Hệ thống camera mắt cam thì khá là đẹp. Đấy, cam lùi.